Vâng, xin chào quý vị. Tôi vừa mới được 4-5 viên công an họ áp giải tôi về đến nhà tôi đây. Về đến nhà tôi đây là cách đây 5 phút. Vâng, thưa quý vị, là tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái sự việc ngày hôm nay. Thì vào dạng sáng nay thì lực lượng công an bố trí rất là đông. Sau đó là lúc khoảng 5 giờ sáng là khi tôi mở cửa ra để tôi xem là có đông lực đánh giá lực lượng họ thì họ đã định bắt tôi rồi. Sau đó thì tôi đã vào trong nhà để tôi tiếp tục đưa thông tin về đồng tâm. Qua những cái cuộc điện thoại thì tôi nghe những tiếng khóc, những tiếng kêu thất thanh, và họ thông báo cho tôi biết là về cái tình hình đồng tâm là quân cảnh sát cơ động đã huy động cả 1000 tên đến để tấn công dân. Họ đã đến tấn công ở nhà cụ Kình là cái mục tiêu quan trọng nhất của họ. Thì cái hành vi này tôi thấy rằng là cái việc mà đây không phải là cái cuộc cưỡng chế ở khu đất Đồng Xanh kia, mà đây họ lại kéo đến nhà ông Kình, họ lại kéo vào trong dân để họ tấn công, như vậy rằng là đây là một cái thể hiện một sự tấn công, mục đích rõ ràng là tấn công những người dân đồng tâm, trong đó là có cả gia đình nhà cụ Kình. Vâng, thì thưa quý vị, là không phải chỉ ngày hôm nay họ bắt tôi, mà 3-4 hôm trước họ đã canh giữ tôi suốt ngày suốt đêm rồi. Đó thì cái sự việc ngày hôm nay thì họ bắt, họ sử dụng những cái vũ lực đối với tôi. Gần chục người họ lao vào, họ bẻ tay tôi bị bật cái móng tay, và cái khu vực ở nách tôi cũng bây giờ cũng bị đau, có vẻ sưng. Và đến buổi tối thì tối hôm nay đó, thì tôi sờ lên đầu thì tôi thấy có một cục máu đông, bởi vì trong cái lúc mà hỗn loạn tôi không biết là trên đầu mình lại bị chấn thương ấy, thì khi đến tối tôi thấy khó chịu thì tôi thấy có một cục máu nhỏ đã đông cứng từ lúc nào rồi. Và thằng Bính và một số thằng công an quận với phường là nó lên cả dùng những cái đòn lên gối để nó tấn công tôi. Sau đó nó dùng tay nó móc hầu tôi để nó lôi tôi vào trong xe ô tô. 4-5 thằng nó sử dụng cái hành vi vũ lực đó với tôi. Đó thì sau khi về đồn công an thì nó đưa tôi về đồn công an phường Dương Nội. Thì tại đây nó giữ một tôi độ khoảng một lúc thôi. Nó chuyển sang đến 2 phòng. Sau đó nó lại lo sợ người dân đến đòi người. Thế là cuối cùng nó lại đi vòng quanh Hà Đông, cuối cùng lại đưa tôi về giam giữ ở tại đồn công an Lạc Khê. Vâng, thưa quý vị, tôi cũng chia sẻ một chi tiết thêm về cái việc mà trong đồn công an. Thì khi mà vào trong đồn công an thì nó đưa ra mấy cái biên bản để nó lập. Cái việc biên bản đầu tiên thì nó lấy cái tên của nó bảo là đây là tổ công tác cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội là 141, là lập một cái biên bản về cái việc mà đưa giấy mời, nó đọc với nhau, nó nói chuyện với nhau, thằng chỉ huy nó bắt thằng kia lập biên bản đó. Đưa giấy mời là lên phường làm việc vì vấn đề liên quan đến sử dụng Facebook đưa tin kích động đồng tâm. Lập biên bản vi phạm quả tang khi đang livestream Facebook. Đó là cái biên bản đầu tiên mà nó lập. Sau tiếp tục nữa là nó lập một cái biên bản về cái thu yêu cầu tôi phải mở mật khẩu Facebook của máy thì tôi cũng từ chối. Và tiếp nữa là nó lập một cái biên bản về cái hành vi, nó bảo tôi là nó đánh đập tôi như thế xong bật cả móng tay ra, xong rồi tôi chưa, trong cái clip cái đoạn cuối cùng ấy thì mọi người có thể thấy rằng tôi chưa chạm gì vào người nó cả, mà xuống phường xuống đến đồn công an đó thì nó bảo là lập một cái biên bản về hành vi vung tay về phía đồng chí Nguyễn Văn Bính, công an phường Dương Nội, tức là có, nó nói ý của nó là có hành vi tấn công công an, chống người thi hành công vụ. Đó là trong cái lời lẽ của cái bộ phận công an làm việc với tôi ngày hôm nay. Đó thì sau đó thì tôi mới bảo là tất cả mọi cái biên bản này các ông thích ghi thế nào thì ghi. Đó, còn các ông thích ký thế nào thì ký. Còn tôi cho các ông 3 lựa chọn. Thứ nhất là không làm việc. Thứ hai là các ông cầm tay tôi, cầm chân tôi mà đánh như đánh em trai tôi. Hoặc là công đưa tôi vào đến đồn công an Kim Chi, nhà tạm giữ, để mà bắt tôi như đã từng bắt bố mẹ tôi. Tôi tuyên bố cho họ 3 phương án như thế. Đó. Sau đó tôi từ chối làm việc. Thì sau khi tôi từ chối làm việc thì bắt đầu cái lúc mà nó hỏi cung ấy thì bắt đầu tôi chẳng làm việc gì đâu, chẳng trả lời gì đâu. Thế nhưng mà nó
có cái hành vi bớm cung, dụ cung và kích bác tôi. Nó bảo là mày sao mày hèn thế, nó chửi tôi. Sao mày hèn thế, sao mày không dám nhận cái Facebook mà. Rồi nó mở cái Facebook của nó ra, nó lấy cái hình mặt tôi, nó bảo là cái mặt mày đây sao mày không dám nhận, cái Facebook này sao mày không nhận, nó không kích tôi. Tất nhiên rằng là tôi cũng chẳng đáp trả gì vì tôi biết rằng đấy là cái trò khốn nạn của chúng nó. Đó, thế sau cuối cùng là nó bắt tôi phải nói, tôi bảo là thứ nhất là ông phải đọc cho tôi cái điều luật nào mà bắt tôi phải mở miệng trả lời các ông. Thứ hai là ông có tùy theo cách nào mà ông bắt được cái thanh quản của tôi phát ra âm thanh thì đấy là do tùy các ông. Đó thì tiếp tục nữa thì cũng sau đấy thì cuối cùng ấy thì là cái nhân viên y tế, trạm trưởng y tế ở gần đó thì được công an mời đến để khám vết thương cho tôi. Đó thì nó bảo xòe tay lên để kiểm tra rồi lưng liếc thì tôi không đứng dậy, tôi cũng không, tức là tôi không cởi áo mà tự chúng nó cởi áo tôi ra, nó đặt ra để nó kiểm tra vết thương của tôi. Đó, thế nữa thì sau đó thì tôi cũng bảo với cái bà trạm trưởng y tế đó là chị không phải làm cái việc này với tôi. Còn chị mà có tâm y đức ấy thì chị đến các đồn công an, chị đến các trại giam, đến các nhà tạm giam mà chị cứu người. Hàng trăm người đã bị chết trong đồn công an, đấy chị đến đấy mà chị cứu người, chị có thực tâm, có y đức, chứ không phải chị đi chị làm chứng cho cái bọn này để nó xóa cái dấu tích của nó rõ ràng là đánh tôi. Đấy, tôi cũng nói chia sẻ với họ như thế. Thế thì tiếp tục nữa thì trong cái ở tại đồn công an ấy thì tôi cũng nghe phong phanh một số công an nói rằng là có thương vong ở Đồng Tâm, thì tôi cũng rất là lo lắng cho người dân Đồng Tâm. Nhưng tôi cũng đặt ra một cái kịch bản là nhà cầm quyền cộng sản họ muốn có thể sử dụng đối với tôi bằng cái việc là bắt tôi ra quyết định truy tố tôi vì những cái tội mà họ đặt ra vu khống, chẳng hạn như là tội kích động này, hoặc là thế lực nước ngoài kích động hỗ trợ này. Đấy là những cái âm mưu mà cộng sản họ có thể đặt với tôi để họ bắt tôi. Tuy nhiên rằng là trong cái thời điểm đó thì cái suy nghĩ của tôi bất chợt tôi lại nhớ đến những cái tấm gương sáng như cha Nguyễn Duy Tân, cha Nguyễn Đình Thục và cha Nguyễn Ngọc Nam Phong. Thì tôi bắt giác tôi nhớ đến ba vị cha mà tuy rằng là tôi không cùng đồng niềm tin với các cha, thế nhưng trong thời gian qua tôi học hỏi được các cha rất được nhiều điều, học hỏi các cha được cái chân lý sống để mà mình có một cuộc sống ý nghĩa hơn, một cuộc sống mà đáng sống. Đó thì cũng trong cái tiếp sau đó thì cũng có một số lực lượng công an bắt đầu là họ chuyển sang là chửi bới tôi, họ công kích tôi, họ lăng mạ tôi, lăng nhục sỉ nhục tôi. Chẳng hạn như là cái thằng Bính, Nguyễn Văn Bính, công an phường Dựa, nó bảo là từ tối hôm qua tôi không ăn cơm gì cả, tôi thức suốt đêm để tôi theo dõi, tôi cập nhật thông tin Đồng Tâm, sáng ra chưa kịp ăn gì thì nó bắt tôi, thì xuống phường, xuống đồn thì tôi đến trưa nay nó bảo ăn cơm, tôi nhất quyết từ chối tôi không ăn cơm. Thế nhưng đến chiều có hai thằng nó vào nó vận động tôi, nó bảo là bây giờ là anh em việc nào ra việc nấy, thôi anh cứ ăn tạm cái bánh mì này. Thế tôi cũng nghĩ rằng là bình thường ra trong cuộc sống hàng ngày thì ai cho gì thì tôi cũng không phụ lòng họ. Thế nhưng đây cuối cùng tôi ăn cái bánh mì. Thế nhưng sau thằng Bính nó quay vào, nó bảo, nó chửi, nó lăng mạ tôi, nó bảo bánh biết cái gì, nó nói rất là thô tục, phải đổ bắt cứt vào cái loại cái mồm mày. Nó thằng Nguyễn Văn Bính, đấy là cái ngôn ngữ của công an, ngôn ngữ của những cái đứa con của Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái ngôn ngữ của một cái loại súc vật, thằng Nguyễn Văn Bính, công an phường rồi, đấy là cái thứ ngôn ngữ của cái nhân viên công lực mang danh Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Tôi cũng qua đây tôi muốn chia sẻ để cho tất cả mọi người dân Việt Nam nhìn thấy cái ứng xử, cái thái độ côn đồ của cái bọn công an Việt Nam, nó khốn nạn như thế đấy. Đó thì tiếp tục tôi cũng sự việc trong đồn công an thì diễn biến theo như vậy. Nhưng mà sau ngày hôm qua thì cũng có một phóng viên họ đặt cho tôi một cái câu hỏi rằng là qua vụ việc Đồng Tâm thì anh có nhắn gửi gì hay có chia sẻ gì đến với những bà con dân oan ở khắp nơi. Thì tôi cũng xin được chia sẻ ở tại đây. Thì tôi là dân oan,
tôi là nạn nhân của cái chế độ cộng sản này. Tôi thấu hiểu rằng dưới cái chế độ cộng sản này đã có đến cả hàng triệu người dân trở thành nạn nhân của chế độ cộng sản cướp bóc đất đai. Đó thì tôi cũng chỉ mong muốn rằng tất cả mọi người dân những nơi bị cưỡng chiếm đất đai, mỗi xóm, mỗi làng, tất cả mọi người hãy đoàn kết lại để đến một khi nào đó, thì khi mà có hội tụ đủ các cái yếu tố, quy tập được về một khối vững chắc, có sự ủng hộ của tầng lớp sinh viên, trí thức và sự ủng hộ của các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, hay là những người đã từng đứng trong hàng ngũ cộng sản như Đại tá Trần Đình Trọng, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Thái Quý Toại và Trung tá Nguyễn Nguyên Bình và Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Khi mà có được những con người như thế ủng hộ thì chắc chắn rằng đất nước chúng ta sẽ không còn bất công. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng với tất cả các bà con dân oan nơi khác rằng chúng ta phải xác định rõ cái nguyên nhân chính gây ra bất công ở tại Việt Nam. Nguyên nhân chính không phải là do cái thằng quan chức, thằng bí thư cấp huyện, cấp tỉnh hay kể cả trung ương, mà nó là do cái cơ chế tội ác này, do cái chủ thuyết cộng sản này nó đẻ ra bất công, nó nảy sinh ra bất công trong xã hội Việt Nam hiện nay. Chúng ta phải xác định rõ điều đó để một ngày nào đó, một ngày khi chúng ta có hội tụ đủ tất cả thì toàn dân chúng ta đứng lên. Chúng ta khi ấy thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thoát khỏi ách cai trị của độc tài cộng sản Việt Nam. Và khi đó thì chắc chắn rằng sẽ không còn cái cảnh người dân người Việt phải đi làm nô lệ xứ người. Cũng không còn cái cảnh mà hàng trăm người bị chết trong đồn công an. Và cũng không còn cái cảnh mà những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay lại trở thành những ngôi nhà hoang, những căn biệt thự, những lô đất, những nền đất để cho quan chức cộng sản kinh doanh bất động sản kiếm lời từ những cái cánh đồng lúa đất đai của nhân dân. Và hơn hết là khi đó chúng ta sẽ thực sự có được cái quyền, đó là quyền cầm lá phiếu để đi bầu chọn được cho những người, bầu chọn những người mà có tâm, có tầm để chèo lái con thuyền đất nước, để đất nước Việt Nam sẽ lại vững mạnh phát triển, sánh ngang các cường quốc Nam Châu. Vâng, thưa quý vị, rằng là qua cái vụ việc Đồng Tâm thì tôi cũng vô cùng đau xót. Rạng sáng nay đêm nay những tiếng khóc vang trong điện thoại, tôi đã cố kìm giọt nước mắt, đau xót vô cùng. Thì bây giờ tôi không, công an vẫn đang quây kín nhà tôi đây, tôi không biết làm thế nào, thì tôi cũng chỉ mong muốn một lời cầu chúc bà con có được một cái tinh thần vững mạnh để vượt qua cái thời khắc khó khăn này.